xin mời quý vị và anh chị chúng ta hãy dành thời gian đi giao lưu với những đồng nghiệp nữa. Trong năm vừa rồi chúng ta đã có rất nhiều thời gian để làm việc với nhau, nhưng có lẽ rằng là chưa khi nào mà chúng ta có thời gian để ngồi với nhau vui như thế này, đúng không ạ? Vâng, như tiền sảnh chúng ta hãy dành thời gian đi tập đi thêm với cùng phòng đi ạ. Một năm vừa rồi chúng ta có rất nhiều điều để chúng ta nói với nhau, nhưng vâng, hoặc là kỹ thuật với cùng phòng chẳng hạn, và chắc chắn có rất nhiều điều nói với nhau rồi. Như phần FP và phần bếp, chúng ta sẽ đôi khi không tránh khỏi và tránh khỏi những hơi căng thẳng khi làm việc, nhưng tất cả những khách hàng hãy dành thời gian đi sang các bạn xung quanh, hãy dành thời gian giao lưu trò chuyện thêm với đồng nghiệp của mình trong một năm đã làm việc chung với nhau nhé. Mặc dù chúng ta có đến 365 ngày làm việc với nhau, nhưng chắc chắn rằng là chưa khi nào mà chúng ta sẽ có thời gian thân thiết và gần gũi như thế này.